Xin chào, tôi là Duy Mạnh. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Doanh nhân và Cuộc Sống. Và người đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay đó chính là doanh nhân Liễu Nhung. Cảm ơn Liễu Nhung đã nhận lời để đến với một cái show của anh từ Đà Lạt xuống đây đúng không? Dạ vâng ạ. Mệt không em? Năng lượng tràn trề ạ. Anh cũng mong là sẽ có một cái buổi trò chuyện thật lòng. Dạ vâng. Những chuyện thầm kín. Nếu câu hỏi vào những chỗ nào có thể trả lời được, cố gắng chia sẻ hết. Trong rất nhiều số của chương trình ấy, anh cũng chia sẻ về quá khứ của anh, về tuổi trẻ, về thời niên thiếu. Rồi cái thời của anh thì anh không được chăn trâu, không thả diều, nhưng bù ngược lại thì bắn lộn, chơi đá banh, rồi chơi rất là nhiều trò chơi trẻ con ngày xưa ấy. Thế nên là cho đến bây giờ khi anh thành công, anh lớn lên, xong rồi anh quay về đấy, mọi người vẫn nói rồi ngày xưa đen nhẽm, ôi nhìn như là con ma cây ấy, mà sao dạo này mập thế, rồi dạo này đẹp trai thế. Vậy thì tuổi thơ em có gì đặc biệt không? Thực ra thì tuổi thơ của em cũng được gọi là một cái tuổi thơ đầy ký ức và sóng gió. Cái lúc mà em còn nhỏ thì nghe mẹ em kể rằng là thời điểm khi mà em sinh ra thì em chỉ có 1,8 kg thôi. Và thời điểm đó thì cái vấn đề về y tế nó không được như bây giờ. Thời điểm đó mẹ thì cũng khá là vất vả khi mà sinh mình ở trong trạm xá đó. Và khi mà em chào đời thì em không có tiếng khóc chào đời, không hề có tiếng khóc, và mặt mũi thì bị bầm, bị sưng, nói chung là rất là xấu. Mẹ em có nói rằng là sau này kể chuyện ấy, mẹ nói là lúc đó cũng dự định là sẽ không, là có nghĩa là mẹ không đủ can đảm để làm điều đó, vì mẹ sợ rằng là mình là con gái mà mình chào đời, mà mình lớn lên mà mình bị biến dạng như vậy thì nó rất là tội nghiệp á. Có lẽ là một sự may mắn vì mẹ em đã không đủ can đảm. Dậy thì thành công. Dạ. Bây giờ nhờ như vậy mà mặt bây giờ vi lai, đẹp, xinh tươi đúng không? Má nấm đồng tiền, cười tươi. Thế nên là đừng bao giờ mà nhìn cái quá khứ của người ta để đánh giá cái hiện tại. Xưa ấy, anh trời ơi, ốm nhém ốm nhắc. Anh cao 1m68, cái thời anh học cấp 3 đấy. Mà anh có 53, 54 kg thôi. Bí quyết nào bây giờ ăn mặc lại đẹp trai phong độ này ạ? Chắc có lẽ tại vì khi anh càng yêu đời ấy, anh càng yêu người ấy, anh lại càng trẻ trung năng động ra đấy. Và cái bí quyết lớn nhất của anh đấy, anh nghĩ chắc là yêu nhiều. Thế ngày nhỏ là có hay bị ba mẹ la mắng không? Thực ra lúc nhỏ thì tính của em thì cũng khá là cá tính, kiểu như là phản biện lại những cái điều mà mình cho rằng là nó không có phù hợp. Lúc trước thì anh biết đó, ba mẹ thì cái nền giáo dục khác bây giờ. Thường là sẽ áp đặt vào cái vấn đề là những gì ba nói là đúng, mẹ nói là đúng, và con không được cãi, con phải nghe lời. Có thể nói là trong gia đình thì mẹ nghiêm khắc nhất đối với em, cực kỳ nghiêm khắc, mà đến mức độ là mọi người tưởng rằng là mình là con rơi của mẹ vậy. Trong một cái số của chương trình ấy, anh có trò chuyện với lại Dương Quốc Đạt. Và anh nói với Đạt, anh bảo là ngày đó anh hỏi ba mẹ anh ấy, anh có phải là con của ba mẹ anh không? Hay là con rơi? Ba mẹ anh lượm anh ở đâu vậy? Ngày đó ba mẹ anh tại bất lực quá mà tối ngày cứ bảo anh là tao lượm mày trong thùng rác ra, tao nuôi ấy. Chứ còn là tao không có thể nào có đứa con mà nó ngang ngược như mày được. Ngày xưa anh cá tính kinh luôn đấy. Bây giờ anh vẫn còn nhớ đấy em. Anh đi tắm ao hồ ấy, bị chết đuối. Mẹ mọi người thì nhao nhao vào để cứu mình. Thì anh tỉnh dậy ấy. Thế là người ta mới hỏi anh là tại sao mà bụng anh to thế. Anh bảo anh mới ăn cơm xong ấy, sắp chết rồi đấy em ạ, mà vẫn còn chả treo như thế đấy. Câu chuyện tuổi thơ của anh là siêu đẳng, ăn cắp trái cây. Ồ, anh giống em. Em cũng từng ăn cắp trái cây và ăn cắp bí nhà người ta, xong rồi nhờ chính chủ nhà người ta, tại mình không biết chứ không phải là mình biết đâu, để người ta khiêng lên đường cho. Người ta khiêng lên đường cho thì là cuối cùng là nặng quá, người ta thả ra thì đổ hết ra ngoài, và xong rồi người ta bảo là lấy bí nhà tao vào. Trời ơi, em thật là vi diệu. Cái điều đấy là anh không có đâu, anh khôn hơn em nhiều. Anh khôn hơn nhiều. Anh thì ở đấy nói chung là tại lanh quá đấy, em hiểu không? Làm được là anh làm. Nhiều khi là làm bởi vì cho đã cái nư của mình thôi, chứ nó không phải là do là mình thèm khát hay gì cả. Thế xong rồi bị ba anh đánh ấy, trời ơi. Tuổi thơ của anh là cả một tuổi thơ dữ dội luôn đấy, đòn roi cả ngày luôn. Xong rồi một ngày đẹp trời, em biết không, là anh giống như một cái bao bố của ba anh ấy. Mà sau đấy anh hỏi ba anh là ủa tại sao người đó ghét tôi vậy, dữ vậy? Ông bảo không biết, nhìn thấy mặt mày thấy ghét thì ghét thôi. Trời ơi em. Nhưng mà đến bây giờ hả, anh với ba anh giống nhau như hai giọt nước luôn ấy. Ngày xưa anh nghĩ là chắc anh là con rơi con rớt, nên ông mới đối xử với anh như vậy ấy. Nào ngờ đâu, giờ thân quá trời luôn. Còn bây giờ thì em thân với ba hay với mẹ? có thể nói rằng là cũng có thể là sẽ là thân với ba hơn. Do lúc nhỏ ấy, thì mẹ em khá là nghiêm khắc với em. Thì giữa mẹ và con mà có xảy ra nhiều cái vấn đề thì đương nhiên là nó sẽ có một cái khoảng cách nhất định. Và lúc đó thì có sao nói vậy là mẹ dành tình cảm cho chị nhiều hơn một chút. Và ba thì lúc nào cũng bên mình kiểu như vậy. Rồi ông bà lại cãi nhau. Ba em thì ít nói, ít phân tích nhiều về những cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống của mình hay gì đó. Cho nên là nói hợp lắm thì cũng không phải, nhưng có nghĩa là không có xảy ra những xung đột nhiều như với mẹ. Dạ, đúng rồi. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là tuổi thơ của Liễu Nhung ấy cũng khá thú vị. Nhưng mà bởi vì cô gái cá tính, nên là chúng ta sẽ bước qua phần 2 của chương trình. Đó, nói về thanh xuân. Quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại trong vòng ít phút nữa. Em có tiếc nuối là tại do hồi đó mình cứ hiền, mình cứ lo học, mình không được chơi nhiều á. Chơi nhiều hơn xíu, mình giống như anh xíu. Ngày đó cũng có người yêu ở quê, cho nên là thấy cái việc ở thành phố mình đi làm, đi chơi nó cũng không có ý nghĩa, cho nên mình lo mình đi làm. Anh nói là thôi lấy nhau đi, lấy rồi anh nuôi em đi học khỏi phải đi làm thêm nữa. Đang thất tình mà, lấy, hai đứa lấy nhau thôi, lấy nhau rất là đơn giản như vậy luôn á. Thôi cưới 2 năm rồi học xong ra thì anh cho anh đi chơi hết các nơi rồi hãy sinh em bé. Nhưng mà gần năm cuối thì lại có em bé, chắc là cái động lực từ mẹ dành cho con mà em nghĩ chắc là tổ nghề đã hướng dẫn em đi chắc đúng. Đến một ngày làm chắc cũng được 2 năm á, bắt đầu bạn thứ ba xuất hiện. Mà em không căng thẳng và em cảm thấy đây là một món quà. Một cô gái xinh đẹp thế này, cá tính, tài giỏi, chắc chắn là sẽ có nhiều người yêu. Thực ra thì lúc nhỏ ấy, khi mà em trưởng thành ấy, và những cái năm mà em bắt đầu từ khoảng cỡ chừng 12 tuổi trở đi ấy, đến năm 18 tuổi thì khá là ngoan. Vì lúc đó thì kiểu như là mẹ thì khó tính mà, cực kỳ khó tính luôn, chẳng cho mình đi đâu ra khỏi nhà cả. Bà kiểm soát từng giây từng phút vậy đó. Cho nên là đâm ra em cũng không có quá nhiều thời gian để mà mình có thể chơi ở bên ngoài với các bạn nhiều. Cái thứ hai nữa là có lẽ là do cái bản tính của mình, em nghĩ rằng là cái chuyện tình cảm thì mình khó nói trước được, nhưng mà em vẫn muốn rằng là một cái điều gì đó nó trọn vẹn hơn. Thế là em cũng không có quá dễ dàng cho cái vấn đề là mở lòng với bất kỳ ai đó. Bao giờ thì em gặp được ông xã bây giờ? Thực ra thì cuộc sống của em vào cái lúc mà nhỏ thì đã biến cố nhiều rồi. Rồi đến khi mà mình trưởng thành thì em cũng trải qua biến cố luôn. Khi mà em khá là vất vả ấy, lúc nhỏ thì ở với ba mẹ vất vả lắm. Nhưng mà lúc đấy em rất là có tiếng là con gái nhà lành, rất là ngoan. Một buổi đi học, một buổi đi làm để phụ giúp cho gia đình của mình ấy. Và lúc đó thì hầu hết là các mẹ của các anh chàng là đều để ý, để mong muốn con mình có thể tới đó để làm quen với bạn ấy. Cái điều nữa là do bố em thì cũng khá là lãng tử, xong cũng khá là tập trung cho cái việc là hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn là cái trách nhiệm trong một gia đình. Có nghĩa là em cũng có gắn những cái trọng trách trong gia đình cùng với mẹ để mà hỗ trợ cho chị đi học nghề. Thì lúc đó mình cũng khá là vất vả, xong ở nhà thì lại cảm thấy là không có hợp tính với mẹ của mình đó. Thì năm em cuối năm em 18 tuổi thì có một cái anh chàng này, em không biết là có phải là tình yêu thật sự hay không, nhưng mà anh ấy theo đuổi mình rồi thề non hẹn biển rồi sống chết tự tử đôi ba lần nữa. Thì lúc đó giống như là mình hy vọng là mình có thể thay đổi một cuộc sống. Khi mà con gái ở quê ấy, thì thông thường tầm 18-19 tuổi là có bạn trai, hoặc là đôi khi gia đình người ta mong muốn mình cưới xin thì là mình cũng cưới chồng kiểu như vậy. Em mới nghe người ta nói là mình hãy lấy cái người yêu mình chứ đừng có lấy người mình yêu. Và em cũng đã nên duyên với anh chàng này. Tuy nhiên rằng thì cái hạnh phúc nó không được kéo dài bao lâu cả. Chúng em trải qua với nhau khoảng vài năm và sau đó thì chia tay. Và em gặp ông xã sau này đến thời điểm bây giờ thì có thể nói rằng là hơn 6 năm. Dạ. Vậy tốt quá. Hiện tại bây giờ em có bao nhiêu cháu? Hiện tại thì em có 2 bé với lại cái người đàn ông đầu tiên. Còn hiện tại ông xã bây giờ thì em chưa có bé nào. Có dự định sinh em bé nữa không? Em thì cũng muốn, vì là mẹ chồng của em bây giờ thì cũng rất là mong cháu. Bà cũng khá là một người rất là yêu thương gia đình và hay vun vén cho con và cho cháu của mình ấy. Nhưng mà hiện tại thì do là cuộc sống của hai vợ chồng thì cũng đang trong giai đoạn khởi nghiệp và phấn đấu á. Thì tụi em cũng có những cái kế hoạch rất là rõ ràng, mong muốn là mình có những bước đệm thật là vững vàng, và sau đó mình sẽ dành thời gian để mình lo cho gia đình nó được trọn vẹn hơn. Vì căn bản thì mình cũng có con rồi ấy. Có bao giờ mà ông xã ghen tị với hai đứa con của em không? Có thể nói là anh ấy thương em là thương từ cái đứa con ấy. Tức là anh ấy rất là thương nó từ lúc nhỏ, và chính nhìn thấy cái cảnh mà một người bé xíu rồi lo cho hai đứa con như vậy, và em thì rất là tự lập, thì lúc đó anh ấy rất là thương mấy đứa nhỏ, và anh ấy chăm sóc nó rất là tốt, kể cả nó cũng rất là thương ảnh. Dạ, cho nên là em cũng cảm thấy rất là may mắn vì điều đó. Đúng là may mắn đấy em ạ. Giống như kiểu mình cứ sống hết mình ấy, thì sẽ có được những cái năng lượng tích cực cho cái cuộc sống của mình. Sau những cái chuỗi biến cố trong cuộc đời của mình, sau những cái giây phút ấy mà mình phải nói là tột cùng của cuộc sống rồi ấy, vậy thì có bao giờ em hối tiếc về một điều gì mà em chưa làm được không? Em đã từng tiếc rằng là cái thời lúc mà mình chưa có lập gia đình á, mình ước rằng là mình đủ mạnh mẽ và gọi là quyết liệt hơn để mình lựa chọn những cái con đường mà mình đi mà không cần phải nghĩ quá nhiều cho gia đình, cho ba mẹ, cho những cái gì đó xung quanh. Vì thời điểm đó em nghĩ là em sẽ rất là thương ba mẹ, và em cứ nghĩ là thương cha mẹ này, vì là mình không có nhà thì sợ là mẹ với ba sẽ không hạnh phúc, có chuyện nọ chuyện kia, nên em cứ lựa chọn những công việc hay là cái sự phát triển của mình ở gần mẹ để có thể bảo vệ và bảo bọc cho mẹ nhiều hơn ấy. Vậy thì khi em thất bại ấy, ai là người bên cạnh em? Những lần em thất bại hầu như em chỉ có một mình. Em đã từng không có tiền để ăn ấy, và đã phải đi vay lãi để mua mì tôm, rồi trả tiền xe, rồi đổ xăng, rồi thuê nhà, rất là nhiều những cái khó khăn chồng chất như vậy, và nợ nó cứ chồng lên. Bản tính của mình thời điểm đó cũng hơi là có một chút sĩ diện, bởi vì mình đã vấp ngã và không muốn những cái thị phi nó đổ lên trên một người phụ nữ như mình nữa. Và chính vì lẽ đó thì em cứ nỗ lực, và tất cả những khó khăn thì mình cứ tự nhận, tự chịu để mình giấu đi, kiểu là như thế. Và cho đến khi mà mình bắt đầu vượt qua được rồi thì mình cảm thấy tự hào. Sau đó thì mình lại muốn lan tỏa cái gì đó, mình lại muốn giúp người này người kia, để mình vừa thể hiện bản thân mình rằng là mình đã thành công cho chính mình và có thể làm được điều gì đó. Thứ hai là để cho những người xung quanh họ thấy rằng tôi không phải là thành công một mình, mà tôi còn đang giúp rất là nhiều người thành công, kiểu như vậy. Từ cái việc mà em làm rất là nhiều thứ như vậy ấy, thì lý do tại sao em lại chuyển qua lĩnh vực về làm đẹp như ngày hôm nay? Nếu mà nói đến cái thời điểm mà em lựa chọn cái nghề làm đẹp á, thì em đã làm được 11 công việc. Không phải là nghề mà là 11 công việc. Tức là mình đã trải qua những quãng thời gian để mà mình lo cho cơm áo gạo tiền. Cái lý do để mà em đến với lại cái nghề làm đẹp này nó cũng là một cơ duyên. Thời điểm đó thì em đang là chủ nhóm của bảo hiểm Prudential. Cứ cố gắng để làm tất cả những công việc gì mà mình có thể làm ra được tiền thì em sẽ làm. Nhưng mà đặc biệt là em không có đi theo cái con đường ngã rẽ mà em cứ đi thẳng thôi. Thì lúc đó em cũng có đăng ký làm MC đám cưới. Khi mà em cứ tiếp xúc và nhiều mối quan hệ như vậy, và em thấy là xung quanh mình sao các chị, các bà rồi các thứ rất là xinh đẹp. Lúc đầu là em tìm hiểu về cái nghề làm đẹp thì thời điểm đó ở chỗ em là nó chưa có nhiều về ngành làm đẹp. Và thời điểm đó ở quê em thì nói về cái ngành làm đẹp nó là một cái nghề rất là nhạy cảm. Người ta cứ nói là massage này nọ dạ. Thế nhưng mà em lại cũng cứ quyết tâm em kệ. Khi mà em bắt đầu theo cái nghề làm đẹp thì có sao nói vậy là em cũng đã vay lời 3 ngày một ngày để theo nghề. Lĩnh vực làm đẹp của em hiện tại bây giờ có tốt không? Luôn luôn đang trên đà phát triển ạ. Ông xã có hỗ trợ em về lĩnh vực này không? Trước đây năm 2018 á, thì ông xã có hỗ trợ cho em trong vòng 5 tháng. Anh thì lại cảm thấy không phù hợp với những cái điều mà anh ấy mong muốn phát triển bản thân đó. Cho nên là anh ấy lựa chọn là tập trung cho công việc của anh thôi. Và anh có nói với em rằng là anh có thể đi giúp đỡ, đi hỗ trợ cho tất cả mọi người, nhưng riêng vợ anh thì anh sẽ không làm điều đấy. Thì em hỏi là tại sao? Mình cũng có một chút chạnh lòng trong lòng chứ. Tại vì người ta bảo là đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn, mà tự nhiên mình không được chồng hỗ trợ gì cả. Mà trong khi bên ngoài thì mọi người cũng nhìn vào và nghĩ rằng là ồ, chắc là chồng hỗ trợ dữ lắm đây, có thể là về vật chất, có thể là về những cái khả năng này nọ. Thì chồng em nói rằng là em là tuổi thân mà, em là con khỉ, em ở trên cây và em có tầm nhìn xa hàng vạn km. Anh tin vào khả năng của em, và anh nghĩ rằng là anh muốn em thực sự tự tin với cái sự phát triển của mình và thành công trên chính đôi tay của mình, để em cảm thấy rằng là không có anh em vẫn thành công và em hãnh diện với điều đó. Trời ơi, thật đấy, đây là cái chàng trai mà trời ơi, xạo kinh khủng luôn. anh nghĩ là chồng em là một cái người đàn ông mà chắc là cũng thứ dữ ấy, chứ không phải dạng vừa đâu. Anh thì là ngược lại, anh làm bất kỳ một việc gì ấy, anh rất là thích người yêu anh làm chung. Mặc dù anh là người rất ít khi công khai mối quan hệ, anh thì cũng không cần người yêu anh phải hỗ trợ gì cả. Tại mình không thiếu gì để hỗ trợ đâu, mình thiếu tinh thần thôi. Thế nên là anh cảm thấy được cách đi của chồng em hợp lý. Nếu như bây giờ ấy, cho em một cái lời khuyên để em dành cho các bạn trẻ bây giờ đấy, mà muốn khởi nghiệp ấy, em sẽ nói gì? Thực ra thì mình cũng đã từng có những cái quãng thời gian khởi nghiệp đầy khó khăn. Đương nhiên mà để mà có được như bây giờ thì đã phải thất bại trong vòng khoảng thời gian đó là gần 3 năm. Cái điều mà mình muốn nhắn nhủ với lại các bạn trẻ đó là khi chúng ta mong muốn mình có thể phát triển một cái điều gì đó trong cuộc sống hay là sự nghiệp của riêng mình thì mình hãy cứ làm. Đương nhiên là bây giờ thì không giống như ngày xưa, bởi vì chúng ta có rất là nhiều những cái thông tin, phương tiện truyền thông để chúng ta có thể tìm hiểu, để chúng ta có thể read and dig tất cả những cái kế hoạch, những cái chiến lược của mình để mà mình có thể đi được một cách tốt hơn. Và ngoài ra thì mình cũng có những cái người thầy, những người support rất là tuyệt vời. Họ có thể hỗ trợ cho mình những cái bước đi đầu tiên đầy vững chắc. Không giống như là ngày xưa bản thân như Nhung thì Nhung đã phải tự đi, tự chèo lái cái con thuyền của mình. Cho nên là sẽ có rất là nhiều lần mình đắm đuối, mình có thể gần như là chìm luôn, rồi sau đó mình lại ngoi lên bờ lại. Và đương nhiên là không phải cứ chìm là sẽ ngoi được, đôi khi chìm là chìm luôn. Đó. Dạ, cho nên là chúng ta hoàn toàn, nếu như may mắn có được một người đàn ông tuyệt vời, họ có thể lo được cho bản thân của chúng ta và gia đình, thì đó là một cái may mắn của mình. Tuy nhiên không vì điều đó mà chúng ta trông cậy vào người đàn ông đó. Quan điểm cá nhân của Nhung thì Nhung nghĩ rằng một người phụ nữ cần phải chinh phục bản thân, thành công trên chính đôi tay của mình, để mà mình cảm thấy rằng là một ngày nào đó mình hoàn toàn có thể hỗ trợ cho người đàn ông của mình khi cần thiết. Cái thứ hai là chứng minh bản thân của mình là một người có giá trị trong mắt của gia đình mình, giá trị trong mắt của xã hội, và làm được những cái điều gì đó để thỏa mãn cái ước mơ của mình ấy. Anh nghĩ đó là điều rất là tuyệt vời. Thật ra thì các bạn trẻ bây giờ ấy, anh nghĩ chắc ngày xưa bây giờ cũng vậy thôi. Các bạn thì nếu mà có ai để mình dựa ấy, rất là nhiều người sẽ chọn cách dựa. Nhưng mà em có nghĩ được là vì em quá mạnh mẽ, vì em quá bản lĩnh trên con đường em đi ấy, mà nhiều khi ấy, những người đàn ông bên cạnh em ấy, họ cảm thấy lép vế không? Nếu như mình may mắn mà mình chọn được một người đàn ông á, họ có một cái level cao hơn mình, thì mình càng phát triển, thì đồng nghĩa với việc giống như là mình song hành, và để mình chứng minh rằng mình rất là phù hợp với anh ấy, mình là một mảnh ghép hoàn hảo, mình không thua kém gì anh ấy cả. Còn nếu như mà mình kém may mắn hơn một chút, mình có một người đàn ông họ cái level họ thấp hơn hoặc là thấp bằng, ví dụ như vậy, thì em nghĩ rằng mình là một người phụ nữ, phát triển sự nghiệp thì cũng tốt, song pha thì cũng tốt, nhưng mà vẫn phải là một người vợ, và hãy lùi lại một bước và làm thế nào đó để cho người đàn ông của mình họ cảm thấy thoải mái nhất. Khó lắm. Thực ra thì em cũng khá may mắn đấy. Ông xã em là một người rất là giỏi. Ảnh có một cái quan điểm đó là thích cuộc sống nó êm đềm, an phận, tiền không cần quá nhiều, và anh ấy không có theo kiểu là theo đuổi những cái gì nó hào nhoáng và nó quá là màu mè. Em nghĩ rằng là thực ra một người phụ nữ ngay từ cái lúc lựa chọn người đàn ông và đi đến một cái quyết định là đi xa với họ, thì đó đã là một sự khởi nghiệp đầu tiên. Thì mình chỉ cần là lựa chọn đúng và khởi nghiệp đúng từ đầu, thì những cái khởi nghiệp đằng sau nó sẽ ok hơn. Chắc chắn rồi. Thưa quý vị thân mến, như vậy là cô gái này làm tôi rất là khó xử, bởi vì tôi không thể khai thác được những cái góc khuất ở phía sau, những câu chuyện hậu trường, nhưng lại đem lại cho tôi rất là nhiều năng lượng. Cảm ơn em đã tham dự vào chương trình ngày hôm nay, và chúc em luôn giữ được sự tươi trẻ, một cái nhiệt huyết và một cái hạnh phúc mà mình đang nắm giữ. Xin được thay mặt cho nhà tài trợ PNC Healthy Care và Mặt Ông Mùa Đề Hoa, xin được gửi đến bạn một món quà thay cho lời cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng dành cho chương trình Doanh nhân và Cuộc Sống đến đây xin phép được tạm dừng. Duy Mạnh và Liễu Nhung xin được cảm ơn tất cả quý vị. Kính chúc tất cả quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.